bà con nông dân, đất phèn và nhiễm mặn thì rất là khó để canh tác lúa. Và đặc biệt là trong điều kiện biến đổi khí hậu như hiện nay thì việc canh tác lúa lại càng khó khăn hơn. Vậy thì làm thế nào để có thể trồng lúa đạt năng suất cao trong điều kiện khắc nghiệt này? Đó là câu chuyện đa phần bà con nông dân rất là quan tâm. Và trong chuyên mục khuyến nông lần này thì chúng tôi sẽ mời bà con đến với câu chuyện nhà nông. Câu chuyện này được chúng tôi ghi nhận cách đây nhiều tháng. Phong Thạnh Tây B, nơi có diện tích nhiễm mặn cao nhất huyện Phước Long, đang vui mừng tổng kết vụ lúa tôm cách đây gần 3 tháng. Bà con ấp 9A, những người tham gia trực tiếp vào chương trình hỗ trợ giống và chế phẩm sinh học của phòng nông nghiệp huyện cho vụ lúa tôm vừa rồi, phấn khởi với một trải nghiệm mới trên chính đồng đất mà trước giờ chỉ biết trồng lúa lấy gạ chứ không mong đợi thu hoạch được lúa. Thay đổi về cái tập quán mà xả lúa cho đất tôm cho bà con, đây là một cái vấn đề là gặp khó trong năm 2021, nhưng mà nói chung là cái chỉ đạo quyết tâm của Đảng ủy ủy ban thì nói chung là cũng làm thay đổi một phần về cái định hướng cho bà con, cho nhận định về cái kết quả này. Thì trong năm qua thì cũng có xả lúa trên đất tôm, thì nhưng mà nói chung là cái độ mặn ở đối với xã này nó cũng hơi cao, cho nên là trong quá trình xả có cũng gặp bị hạn mặn, cho nên cũng có mời công ty có chế phẩm là sinh học và xử lý mặn cho đất tôm đó, thì có mời về thì sau khi xử lý thì thấy cái hiệu quả nó cũng có cái phần là tiến triển, thì cuối cùng là đến cuối năm thì bà con cũng có thu hoạch được. Chung về cái phát triển kinh tế của xã Phong B thì tập trung chủ yếu là con tôm là cái nguồn kinh tế chủ lực của xã, nhưng mà trong thời gian qua thì nó cũng cái vấn đề này cũng hiệu quả nó cũng là thấp. Thứ hai nữa là xả lúa cho đất tôm thì cái hiệu quả năm qua nói chung là cũng chưa đạt như mong muốn. Thì trong năm 2022 dự kiến là ban chỉ đạo là cũng như là Đảng ủy ủy ban sẽ tập trung vào chỉ đạo cho cán bộ là đảng viên là cán bộ dân chánh gì đó là phải là người là tiên phong đi đầu trong công việc thực hiện các hai cái nhiệm vụ chính trong cái phát triển kinh tế của xã nhà này. Độ mặn trên 5 phần ngàn luôn là vấn đề nan giải cho chính quyền nơi đây thực hiện chủ trương mở rộng diện tích lúa tôm của huyện. Cho nên khi được chọn là địa phương làm thí điểm mô hình tôm lúa với giống lúa ST24 và sử dụng chế phẩm sinh học xử lý mặn của công ty Agropest Việt Nam, chính quyền đã vận động gần 50 hộ dân tham gia với tổng diện tích gần 150 hectare. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện chương trình, chỉ còn khoảng 50% hộ dân kiên trì theo đuổi đầy đủ quy trình xử lý mặn bằng chế phẩm sinh học, nên chỉ có khoảng 50% diện tích gieo trồng lúa trên đất tôm đạt năng suất cao vượt ngoài mong đợi của nông dân. Mới ban đầu là thời gian gần 2 tháng thì đối với lúa, ruộng lúa tôi thì thấy là tôi có thể tôi bỏ đó. Như vậy cái nhà nghiên cứu xuống ở chỗ mà men vi sinh này xuống thì nói là còn cứu được, cho nên là có đem xuống để tại chợ thì tôi sẽ xịt thì tôi sẽ ấy. Thì quy trình lại là lúa thì tới chừng sau khi cuối thời vụ này thì năm nay năm 2022 thì tôi đã thu hoạch được cái phần lúa đó. Như thì theo bản thân tôi thì thấy là xác định được là cái men vi sinh này là sẽ là làm được ở trên vùng đất của xã Phong Tây B. Lúc chưa sử dụng đất, lúa nó đỏ và nó không phát triển. Tôi sử dụng thuốc lơ vô thấy lúa nó phát triển và xanh tốt. Tôi nghĩ là lúa nó thu hoạch không được nhưng mà nó phát triển nhanh và thu hoạch được rất chúng hiệu quả. Theo các nhà khoa học, xử lý mặn bằng chế phẩm sinh học là lựa chọn tối ưu để ứng phó với diễn biến của thời tiết ngày càng khắc nghiệt. Đây được xem là một giải pháp cải tạo đất, hạ độ mặn bền vững trong hiện tại và tương lai khi quá trình xâm nhập mặn đang gia tăng. Đưa cái công nghệ sinh học vào cái sản xuất, đây là một cái chủ trương lớn của tỉnh cũng như của Bộ Nông nghiệp. Như mới thấy vừa thấy đó, thì vừa rồi là đầu năm thì Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn vào Bạc Liêu tổ chức cái hội thảo về phát triển mô hình lúa thơm tôm sạch, và Bạc Liêu mình cũng là có kế hoạch là phát triển cái vùng Bắc lộ 1A thì chủ yếu là phát triển cái mô hình tôm lúa. Thì mở rộng cái diện tích này thì đòi hỏi chúng ta phải cải tạo đất. Bởi vì có những vùng chúng ta đã chuyển sang tôm lúa thì rất là hiệu quả rồi. Bên cạnh đó những vùng mà nằm sâu về phía giáp Cà Mau thì hiện nay cái mặn trong đất nó cũng còn khá là nặng.
Cho nên việc đưa các cái chế phẩm sinh học để giúp cho cái mở rộng cái diện tích tôm lúa. Cái thứ hai là vừa là chúng ta phát triển theo cái xu hướng của thị trường là làm sao cho sản xuất sạch đó, và đảm bảo cái hiệu quả tốt cho người dân. Thì đây là một trong cái mục tiêu của trung tâm. Thì trung tâm hiện nay cũng đang triển khai một số cái chương trình dự án, vừa là chương trình khuyến nông quốc gia, vừa chương trình của địa phương, rồi vừa chương trình của Liên Hiệp Quốc với chương trình của UNDP, thì cũng theo hướng là gì? Giúp cho bà con mình sản xuất theo cái mô hình tôm lúa và sử dụng các chế phẩm sinh học để cải tạo đất. Sử dụng chế phẩm sinh học vào quy trình canh tác đang là chủ trương lớn của cả nước khi hướng đến một nền nông nghiệp xanh, nông nghiệp bền vững, và nông dân vẫn là chủ thể quan trọng quyết định sự thành công hay thất bại của một quy trình canh tác theo xu hướng sản xuất nông nghiệp hữu cơ sinh học. Thưa bà con nông dân, sử dụng chế phẩm sinh học trong quá trình canh tác lúa tôm đang là xu hướng mới trong chủ trương phát triển nông nghiệp xanh, nông nghiệp bền vững của cả nước. Và đối với bà con nông dân ở xã Phong Thạnh Tây B của huyện Phước Long là một trong những cái vùng mà bị nhiễm mặn nhiều nhất, cũng đã sử dụng chế phẩm sinh học vào trong quy trình canh tác lúa tôm. Và câu chuyện này đã được bà con ghi nhận trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên, đã sử dụng và đã thấy hiệu quả nhưng vẫn chưa hiểu được tác dụng cũng như là cơ chế hoạt động của chế phẩm sinh học như thế nào. Đây cũng là câu hỏi mà bà con đang đặt ra. Chính vì vậy, mời bà con đến với tiết mục tư vấn nhà nông ngay sau đây. Thưa bà con nông dân, xử lý mặn trên đồng đất lúa tôm đang là vấn đề mà bà con nông dân đang rất là quan tâm. Và trong ấp 9A của xã Phong Thạnh Tây B của huyện Phước Long là một trong những cái địa phương mà có cái diện tích đất nhiễm mặn nhiều nhất, cũng đã sử dụng một cái chế phẩm sinh học, và cái việc sử dụng này đã mang được cái kết quả nhất định trong thời gian vừa qua. Và đây cũng là vấn đề mà bà con rất là thắc mắc, là không hiểu đó là trong cái chế phẩm sinh học đó có những cái chất gì mà có thể xử lý được cái việc đó là nhiễm mặn của đồng đất đã rất là nhiều năm nay rồi, và đặc biệt đó là cái cách sử dụng cái chế phẩm sinh học này như thế nào. Thì hôm nay trong tiết mục tư vấn nhà nông, chúng tôi có tổ chức một cái buổi tọa đàm với công ty, đó là công ty Agrobec. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu kỹ sư Lê Thế Trung ở công ty Agrobec Việt Nam, cùng với sự tham gia của một số bà con nông dân ở xã Phong Thạnh Tây B của huyện Phước Long. Và trước tiên thì xin mời bà con đặt câu hỏi cho kỹ sư Trung ạ. Tôi tên Lý Đình Anh ở chính là cái xin hỏi kỹ sư là trong cái men vi sinh nó có chất gì mà sử mặn và lúa tốt nhanh như thế. Chỗ anh Liêm Anh có hỏi là cái thành phần của cái sản phẩm này nó là như thế nào và nó có cái khả năng xử lý mặn trên cái cây trồng. Thì xin đại diện công ty Agrobec Việt Nam xin trả lời anh như sau. Thì trong cái men vi sinh mà bà con ở ấp 9A mình đang sử dụng đấy, thì thành phần chính của nó là các chủng vi sinh vật. Trong đó nó có là cái Bacillus Saccharomyces và cái Actinomyces. Thì cái nhóm vi sinh vật này thì nó có ba cái cơ chế. Cơ chế đầu tiên là quan trọng nhất là gì, nó cố định và nó chuyển đổi cái muối thành một cái dạng khác, và cái dạng đó nó không độc cho cây. Đây là cơ chế quan trọng nhất. Cơ chế thứ hai là nó giải phóng cái lân tự do trong đất, nó cân bằng cái dung dịch dinh dưỡng xung quanh cái bộ rễ lúa. Thì khi mà có lân thì cây lúa nó sẽ phát triển cái bộ rễ, và khi mà muối đã được cố định thì là cây lúa nó sẽ hấp thu được cái dinh dưỡng và muối khoáng nó sẽ phát triển trở lại bình thường. Do đó là khi mà cây lúa mình bị nhiễm mặn thì là hầu như là bà con thấy nó sẽ không có hấp thu phân bón. Bà con rã phân vô 2 lần, 3 lần nó vẫn không phát triển được. Nhưng mà khi mà mình sử dụng cái sản phẩm này xong thì trong vòng khoảng 2 đến 3 ngày sau thì bà con cảm nhận là cái cây lúa nó phát triển, nó xanh tốt trở lại. Nó bắt đầu xanh tốt trở lại trong vòng khoảng 3 đêm. Cơ chế thứ ba là nó có những cái enzyme. Trong cái quá trình con vi sinh vật này nó hoạt động thì nó tạo ra những cái enzyme. Thì những cái enzyme này nó giúp cho cái quá trình hoạt động của cây lúa hoặc là cây trồng nó sẽ tái tạo trở lại khi mà nó bị đình trệ trong cái quá trình nó gặp hạn mặn. Thì ba cái cơ chế này
nó sẽ tổng hợp là nó giúp cho cây trồng vượt qua cái giai đoạn hạn mặn với điều kiện là mặn dưới 5 phần ngàn. Tôi với Quỳnh Công Thuận ở ấp 9A cho hỏi kỹ sư cho tôi hỏi vấn đề về cái men vi sinh này. Kỹ sư cho tôi biết là cái loại này là sử dụng cái cách thức như thường sau cho tôi biết để tôi sử dụng. Thì xin trả lời về cái cách sử dụng của sản phẩm này trên vùng đất lúa tôm mình như thế nào. Thì đặc biệt đối với vùng đất lúa tôm tại của xã Phong Thạnh Tây B của mình thì là do cái độ mặn nó cao và cái lưu tồn mặn trong đất nó nhiều. Do đó thì chúng tôi là đưa ra cái quy trình là xử lý từ đầu tới cuối vụ luôn. Thì nó rất là đơn giản và con sử dụng rất là dễ. Thì quy trình chúng tôi như sau thì xử lý là chúng tôi xử lý 4 lần. Lần thứ nhất là mình trộn giống. Tức là mình trộn xong rồi mình đem ra mình rải, không ủ nha. Tức là mình trộn xong mình rải liền. Khi mà mình đã ngâm cho cái giống nó lên, mọng lên càng xong thì mình trộn đều cho một chai 500ml. Mình trộn cho lượng giống 2000m2 là mình đem ra mình rải. Rồi sau đó cứ trung bình là khoảng 3 tuần thì mình kết hợp với phân bón mình rải một lần. Tức là khoảng 21 ngày, tức là ngay cửa phân thứ hai thì bà con trộn vô cũng là một chai cho 500ml. Bà con trộn với lượng phân là khoảng 2000m2. Thì bà con rải. Rồi tiếp theo nữa khi mà lúa làm đồng và sau đó là khi lúa mà chỗ đều hoặc chỗ lát đát đó, hoặc bà con xử lý thêm 2 lần nữa. Thì trung bình mỗi lần như thế thì nó đảm bảo cho cây lúa mình được sinh trưởng, đảm bảo không bị nhiễm mặn là 3 tuần. Như vậy thì trong vòng 4 lần như thế thì cây lúa mình nó đã được bảo vệ khoảng 80-85 ngày. Thì tới thời điểm đó cây lúa mình nó đã giàu gạo và nó đã đỏ đuôi rồi. Thì nó là thời điểm đó mình chắc ăn rồi, mình không còn sợ bị mặn nữa. Tôi là Hứa Văn Thuộc, ở ấp Chính Đa, xã Phong Thạnh Tây B, huyện Phước Long. Hiện nay tôi có làm một số lúa là trên đất nuôi tôm, cái độ mặn thì nó rất cao. Qua cái xử lý 361 vậy đó, thì tôi thấy nó cũng là kết quả cao đó, là muốn làm cho cây lúa nó tốt hơn và kỹ sư dùng hướng dẫn thêm. Thưa chú Thuộc là, ý chú muốn hỏi là một số cái lưu ý mà khi mà mình sử dụng cái sản phẩm này để cho nó hiệu quả tốt nhất đúng không ạ? Thì xin trả lời chú như thế này. Thì đối với cái sản phẩm này thì là nó là vi sinh. Thì do đó khi bà con sử dụng thì có cần một số cái lưu ý. Thì thứ nhất là mình trộn với các loại phân bón của mình á, thì là vui lòng không trộn với cái những thành phần nào nó có vôi hoặc thuốc bảo vệ thực vật. Nhưng mà thì thuốc bảo vệ thực vật ở đây thì chắc chắn bà con không có sử dụng chung, tại vì bà con đang nuôi tôm. Thì do đó khi mà trộn thì hầu như là bà con không có xài thuốc bảo vệ thực vật. Do đó là bà con cứ lưu ý là những thành phần sản phẩm nào đừng có vôi trong đó. Vôi hoặc canxi gì đó là một đó. Thì bà con lưu ý cái vấn đề đó. Cái thứ hai là mình sử dụng thì cái lượng nước trong cái ao nuôi tôm của mình á, trên lúa tôm mình thì mình giữ là mực nước khoảng 1 tấc. Rồi sau đó là khoảng 2 đêm sau thì mình cứ cho nước vô bình thường. Giống như mình nuôi tôm thông thường thôi. Và cái sản phẩm này nó không có ảnh hưởng tới con tôm. Và do đó bà con yên tâm. Xin hỏi kỹ sư thêm một vấn đề thêm là như xịt chai thuốc này rồi mà trường hợp trong thời hạn đó mà có sâu xuất hiện trên đồng lúa có cho phép xịt sâu thêm hay không, và hoặc giả và cỏ dại lên có xịt cỏ dại có ngộ độc với thuốc mà 361 này không, xin kỹ sư dùng giải đáp dùng. Rất là cảm ơn cái câu hỏi cũng rất là hay của chú. Thì đối với cái sản phẩm này thì lưu ý là trong lúc mình trộn mình rải là lưu ý là không xịt nha. Cái này mình chỉ trộn rải thôi, không xịt. Thì trong quá trình mình trộn đó thì là không có sử dụng vôi hoặc thuốc bảo vệ thực vật thôi. Nhưng khi mình đã trộn mình rải xuống đất rồi thì con vi sinh này nằm ở trong đất. Do đó bà con phun xịt thuốc bảo vệ thực vật này kia thì vẫn bình thường. Nhưng mà khi mà bà con lưu ý thì một số loại thuốc bảo vệ thực vật bà con lựa có nguồn gốc sinh học để nó không ảnh hưởng tới cái ao nuôi tôm của bà con. Thuốc cỏ cũng vậy, tức là khi mà bà con phun thuốc cỏ thì vẫn không ảnh hưởng tới cái men vi sinh này. Thưa bà con nông dân, như vậy là qua trao đổi vừa rồi của kỹ sư Trung với bà con thì cũng đã phần nào giải đáp những thắc mắc của bà con xoay quanh về cơ chế của cái chế phẩm sinh học cũng như là cái quy trình sử dụng cái chế phẩm sinh học này như thế nào. Thì có một điều rất là lưu ý bà con. Tất cả những cái chế phẩm sinh học nào hay là khi sử dụng tất cả những cái loại thuốc nào trên đồng ruộng của mình thì trước tiên bà con phải lưu ý đến việc là phải đọc trước cái hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng. Thêm một điều nữa đó là phải sử dụng thuốc đúng thời điểm, đúng cách và đúng thuốc thì cái hiệu quả canh tác của mình nó sẽ được nâng cao hơn. Và hy vọng
trong cái lần mà thử nghiệm về cái chế phẩm sinh học này sẽ giúp bà con tự tin hơn để mà có thể là áp dụng vào trong cái mùa lúa tôm sắp tới của bà con. Và chuyên mục của chúng tôi đến đây cũng xin tạm dừng. Hẹn gặp lại bà con và các bạn trong chuyên mục kỳ sau.